đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Cứ sai phạm là bị thôi chức như ba ông Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Metro Nhổn ga Hà Nội hoàn thành chạy thử đoạn trên cao. Từ lời tự bào chữa khó nghe của cựu CEO công ty địa ốc Alibaba. Vừa rồi là phần điểm qua những thông tin sẽ có trong chương trình. Ngay bây giờ cùng mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Quý vị và các bạn thân mến, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, từ năm 2021 đến năm 2026. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Trong các ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2022, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 24. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau. 1. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức cán bộ đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, bị khởi tố, bắt tạm giam. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, giảm uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao. Liên quan đến những vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tại các đảng bộ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cục quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao, cảnh cáo Đảng ủy Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, khai trừ ra khỏi Đảng các cá nhân Nguyễn Hồng Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, Lý Tiến Hùng, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, nguyên Lê Ngọc Anh, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Vũ Ngọc Minh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2025 đối với ông Trần Việt Thái, đại sứ Việt Nam tại Malaysia. Cảnh báo ông Nguyễn Hoàng Linh, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia. Khiển trách các cá nhân Phạm Sanh Châu, nguyên đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, Vũ Bình, tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, Phạm Như Ý, cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao các nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021, từ năm 2021 đến năm 2026. Ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao phối hợp với Đảng bộ kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục xem xét, xử lý, đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng có trách nhiệm liên quan xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định. 2. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Ủy Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ năm 2016 đến năm 2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số sở ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố, thị xã, ban quản lý các khu công nghiệp và cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư công, quản lý khu công nghiệp, các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, một số cán bộ bị khởi tố bắt tạm giam. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lãng phí tiền lớn, tài sản của nhà nước,
một số nội dung khó khắc phục, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên các nhiệm kỳ năm 2011 đến năm 2016, từ năm 2016 đến năm 2021 và các đồng chí Dương Ngọc Long, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Hồng Bắc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nhữ Văn Tâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Tuấn, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Thế Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Khiển trách các cá nhân Nguyễn Khắc Lâm, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nguyễn Minh Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính. Hoàng Đức Khánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng. Hoàng Thái Cương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Sông Công, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Phan Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các cá nhân Nguyễn Thành Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Ngô Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, kiểm điểm xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 3. Thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp thứ 22 đối với Ban Thường vụ và Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh báo Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2010 đến năm 2015 và ông Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. Khiển trách Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy nhiệm kỳ năm 2015 đến năm 2020 và đồng chí Cao Thành Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Tàu Thủy. 4. Xem xét kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, Ban Cán sự Đảng bộ Tài nguyên và Môi trường còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các nguyên tắc và quy định của Đảng, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số tổ chức cá nhân có vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện thể chế, chính sách về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trong thực hiện một số dự án đầu tư công và trong công tác kiểm tra, thanh tra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 5. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác. Cứ sai phạm là bị thôi chức, như ba ông Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị, cùng một lúc, ba Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai thôi chức vì trước đó sai phạm bị kỷ luật. Cụ thể, các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành, Cấp Ba Thuyên thôi chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026, quyết định được Ban Chấp hành Đảng bộ, ông Đỗ Tiến Đông. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đưa ra chiều ngày 19 tháng 12, ông Đỗ Tiến Đông, 46 tuổi, và ông Hồ Phước Thành, 54 tuổi, sẽ được bố trí công tác khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương được đánh giá các vi phạm gây hiệu quả nghiêm trọng, nguy cơ gây thiệt hại lớn tài nguyên rừng, tiền tài sản của nhà nước, lãng phí lớn nguồn lực đầu tư, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương.
Nếu các ông thấy mình còn uy tín thì cứ nhận chức mới mà làm, đương nhiên cố gắng đừng để xảy ra sai phạm như trước. Sai phạm bị kỷ luật không có nghĩa là bị đóng hết mọi con đường, mà có thể sửa sai, phấn đấu để thưởng cho mình, để trưởng thành. Có điều đã làm lớn quen rồi, giữ chức vụ phó chủ tịch, nay đi làm cán bộ bình thường hoặc chức vụ nhỏ, liệu các ông ấy có gặp khó khăn? Trước khi ba ông phó chủ tịch bị thôi chức, tháng 9, ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch tỉnh Gia Lai này đã bị thủ tướng cách chức Ủy ban nhân dân. Chủ tịch tỉnh này đã bị thủ tướng cách chức chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 và xóa tư cách chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ trước đó.